Đường Vãn Từ mang theo đời trước cầm kỳ thư họa, vũ nhạc ca phú các loại mãn cấp kỹ năng sống lại. Trong giới giải trí muôn màu muôn vẻ, Đường Vãn Từ một hồi đi làm bút thay, một hồi đi làm võ thay, thay thế cô liền nổi danh. Trong một bộ phim, phan nam và nữ đánh nhau, cuối cùng lại phát hiện hai nhân vật này là cùng một người diễn. Mắng nửa ngày, kết quả mắng chính là nam thần, nữ thần của mình. Đường Vãn Từ xuất hiện làm cho giới giải trí sôi trào đồng dạng cũng nhấc lên trào lưu mới trong giới thư họa. Khi Phan phát hiện nữ thần nhà mình không buôn bán, một phen tìm kiếm phát hiện người ta chủ chức vẽ tranh, còn là họa sĩ nổi tiếng. Càng đáng giận chính là một nam nhân đáng giận luôn ở trước mặt bọn họ sâu ân ái. Thấy không ăn được, phiền lòng. Lúc tạ thanh từ thanh xuân ngây thơ, đã có tình cảm khác với đường vãn từ, lúc còn trẻ không có cơ hội nói, sau khi lớn lên không dám nói nhìn bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay, bên người vây quanh đủ loại nhân vật ưu tú, tạ thanh từ rốt cục nhìn không được thổ lộ. Đường vãn từ Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn bò lên giường ta. Chương 1 Tân sinh muộn từ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Bị vứt bỏ hài tử bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 5 năm, năm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Rung động cùng ly biệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Cảnh còn người mất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 06 Bút thay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Bán vẽ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 08 Cao gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 09 thứ một vai bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 10 thứ hai cái vai trò bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test